mình dùng tay mình ấn xuống một chút cho nó dính chắc vào được. Rồi bây giờ mình sẽ tạo nó thành một cái hình tròn khép kín. Đây mình cho keo vào, mình tạo một cái hình tròn khép kín. Mình áp hai đầu lại với nhau là được. Mình dùng tay mình miết để cho nó dính rất là chắc. Rồi, mình sẽ được một cái phần dây treo hai màu rất là xinh như thế này rồi. Giờ mình sẽ làm cái phần trang trí thêm cho nó xinh hơn. Mình dùng bìa màu hai cái màu sắc như thế này. Màu sắc cùng màu với cái màu mình đã làm dây treo nhé. Mình sẽ vẽ hình lên đây. Đầu tiên thì mình sẽ gặp làm đôi trước. Sau đó mình sẽ vẽ hình tròn lên đây nhé. Các bạn vẽ cho mình một cái hình tròn lên. Kích thước thì mọi người tùy ý, nhưng mà làm sao cho nó phù hợp với cái dây treo của mình. Chứ đừng có to quá hoặc nhỏ quá, nó không được đẹp đâu. Rồi, sau đó mình vẽ hình tròn trên cái bìa màu cam. Thì cái bìa màu cam này mọi người sẽ thu hẹp khẩu độ compa lại một chút. Mọi người vẽ cái hình tròn nhỏ hơn cho mình nhé. Mình vẽ hình tròn nhỏ hơn trên cái màu cam này. Sau đấy mình sẽ cắt ra nhé. Mình cắt ra. Mình cắt theo đường đã vẽ là được. Bây giờ mình đều đang chập hai lớp. Nên khi mình cắt một lần mình sẽ được hai hình luôn nhé. Mình cắt ra. Còn một chút xíu nữa là xong rồi. Rất là nhanh thôi thì mình sẽ hoàn thành. Cắt ra. Xong, bây giờ mình cắt cái hình tròn một cam. Mình cũng cắt ra như vậy. Mọi người cứ cắt theo đường đã vẽ là được nhé. Là nó đẹp. Rồi bây giờ mọi người sẽ gập làm đôi cho mình. Gập làm đôi. Mình cắt riêng hai cái hình này ra nhé. Tại vì là để như này nó dày quá, cắt nó khó. Mình sẽ cắt riêng hai hình. Mình gập làm đôi. Mình cắt một chút. Như thế này. Bên này mình cũng cắt vào một chút này. Mình cắt mình tạo cái đường trang trí thôi. Rất là ngắn như này thôi. Đấy. Mình tiếp tục mình làm cái phần bên này nhé. Mình làm y như vậy. Mình cũng cắt vào một chút. Bên này cũng làm như vậy. Cắt vào một chút này. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ bỏ những phần dư này đi. Bỏ những phần dư đi. Bây giờ mình sẽ gắn những cái phần này. Mình đã làm xong. Lên để trang trí. Mình gắn cái phần màu cam lên phần màu vàng. Mình áp vào chính giữa là được nhé. Mình tiếp tục mình áp vào chính giữa. Rồi. Sau đó mình sẽ chấm một chút keo vào. Mình dán lại như thế này. Lúc nãy mình có cắt cái phần màu cam ấy, là để mình dán như thế này, mình trang trí này. Mình dán mình tạo thành cái đường như thế này. Đấy, nó sẽ có độ nổi. Nó sẽ xinh hơn. Mình cũng làm tương tự với cái phần bên này. Mình cũng cho một chút keo vào và mình đính hai đầu lại với nhau nhé. Đính hai đầu lại. Xong. Giờ thì mình sẽ dán hai cái phần này lên trên cái dây treo của mình. Mình dán lên dây treo. Mình cho keo vào nhé. Và mình sẽ dính cái phần này lên dây treo. Mình dính lên chính giữa là được. Rồi. Mình lật mặt sau ra và mình cũng bôi keo vào và mình cũng dính lại y như vậy. Mình cũng bôi keo và dính lại.
áp phần này vào. Rồi, vậy là với những thao tác rất là đơn giản thì mình đã hoàn thành rồi mọi người ạ. Mình dứt bớt những cái phần keo dư dính trên này đi là xong nhé. Phần keo dư, tại vì là keo này nó khô nhanh ấy, nó kéo thành sợi sợi ấy, thì các bạn dứt đi là được. Rồi, mình vứt đi cho nó không dính lại trên cái sợi dây treo của mình. Thì đây, mình đã hoàn thành sợi dây với cái họa tiết nổi này. Họa tiết nổi chính giữa rất là xinh nhé và rất là dễ làm đấy. Thì các bạn có thể tham khảo cách làm của mình để có thể tạo ra được cái sợi dây treo xinh xắn giống như thế này nhá. Mọi người thấy xinh không? Rất là xinh. Thì video này của mình đến đây cũng đã hết rồi ý. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.